quý vị trở lại với chương trình Thế giới tuần qua. Và kính thưa quý vị, thì trong phần trước thì chúng tôi có nói đến đó là giữa anh A với anh B đánh nhau, mà anh C sao tự nhiên ở giữa phòng thủ. Thì đó là anh Do Thái. Thì đố xuống phương là tại sao thì hai bên nào Tây Phương với lại Syria, Assad là đang gọi là đánh, kêu là sẽ gọi là phạt Syria, mắc chi dính hiệu gì, dính líu gì đến Do Thái. Vâng, thiệt ra đó anh Quốc Bình nói tới đây làm Xuân Phương thấy cũng tội nghiệp cho cái quốc gia Do Thái quý vị. Hễ mà anh Hoa Kỳ gây chiến với bất cứ ai trên thế giới, anh Do Thái cũng là người bị trả thù. Ông nhớ trong Facebook đó, có vài cái câu mà thì mấy người viết lên cũng vui, kiểu như là nếu mà ai đánh anh Nhật thì anh Nhật sẽ nói là tôi sẽ trả thù cho tới tận gốc rễ. Rồi nếu mà ai đánh anh Mỹ, tôi đánh thằng Do Thái. Đúng. đó là một cái điều mà giống như là Mỹ và Do Thái là một cái sự đồng minh, cái sự liên kết nó chặt chẽ đến nỗi mà bây giờ khi mà do Hoa Kỳ đe dọa tấn công Syria thì Syria không đe dọa tấn công Hoa Kỳ mà đe dọa tấn công Do Thái. Quý vị nhớ rằng thí dụ như Bắc Hàn khi mà bị Hoa Kỳ đe dọa đó thì đe dọa ngược lại Hoa Kỳ, nhưng mà anh Syria thì không. Đe dọa ngược lại Do Thái và nói rằng nếu mà Hoa Kỳ bắn hỏa tiễn vào Syria thì Syria sẽ bắn vào Do Thái. Cho nên quý vị thấy rằng trong khi mà Quốc hội Anh, Quốc hội Hoa Kỳ, chính trị gia Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh đốn bàn bạc với nhau đó, thì ở bên Do Thái họ chẳng bàn gì hết, họ chỉ đem hỏa tiễn ra họ dàn sẵn thôi. Ngay biên giới. Mà cái này cũng nghĩ là cũng buồn cười đúng không? Đó là Do Thái đang âm thầm chuẩn bị, nhưng mà âm thầm mà báo chí nói trơn đâu còn âm thầm nữa. Có nghĩa là quý vị thấy là nào là chuẩn bị lực lượng trừ bị nè, củng cố dàn hỏa tiễn, cái dàn hỏa tiễn Patriot nè, dàn hỏa tiễn mũi tên nè, đó thì một cách âm thầm nhưng mà muốn mọi người biết để mà cho chắc ăn quý vị. Một cách rất là marketing. Mà quý vị thấy là bên Do Thái họ rất là mạnh mẽ. Mình nghe mà cũng thấy thèm á, tại vì mình cái quốc gia Việt Do Thái nó cũng bé mà, rất là bé, mà Việt Nam cũng bé, mà tại sao mà cứ mỗi thần là anh Trung Cộng mà anh đánh á, hoặc là chiếm đất hoặc là chiếm đảo chiếm biển của Việt Nam mình á, thì người dân thì la ó lên, thì xong rồi còn bên chính quyền á thì là đàn áp những tiếng la ó đó, và còn chưa kể rằng đi qua phải dạ thưa anh nói 10 điều đồng ý tôi đồng ý luôn 30 điều. Thì ở bên Do Thái đó họ nói rất là mạnh mẽ, mà mình muốn rằng là Việt Nam cũng nói được những cái điều này. Họ nói là đừng khi dễ Do Thái, nếu mà anh liệu đó mà anh mà muốn tấn công Do Thái, anh phải biết rằng là Do Thái là có một lực lượng an ninh rất giỏi, một quân đội rất mạnh và một hệ thống phòng thủ tối tân, và tối tân hơn nhiều so với quá khứ. Mà quý vị nhớ lại quá khứ đó, thì hồi xưa Iraq á, cũng là bây giờ anh Mỹ đánh Iraq cũng nói là Mỹ mà đánh Iraq sẽ đánh Do Thái. Nhưng mà thật sự là không dám đánh Do Thái hồi đó. Đúng, thực sự Do Thái có một cái quân đội rất là mạnh và vũ khí cũng rất là tối tân. Và một cái điều mà Xuân Phương thấy quan trọng hơn nữa đó là cái người dân của Do Thái họ rất là bình tĩnh trước những cái sự kiện này. Họ giống như rằng, nói thì thấy cũng tội nghiệp, là giống như họ đã, cái quốc gia của họ bị quá nhiều người tấn công. Cho nên khi mà đứng trước một cái sự kiện có thể xảy ra chiến tranh một lần nữa, họ không có một cái gì gọi là náo loạn. Họ vẫn bình tĩnh, họ được lệnh là đi tới những cái chỗ văn phòng bưu điện để mà lãnh những cái mask để mà chống gas. Thì họ vẫn tới xếp hàng đàng hoàng, nghĩa là không có một cái gì gọi là cái panic, cái nối loạn, người kéo ra di tản hay gì. Ai vẫn ở nhà nấy, vẫn có một cái sự chuẩn bị, nhưng mà sự chuẩn bị trong cái bình tĩnh. Nhưng mà nghĩ lại đó, người Việt Nam mình á, thì cứ hay nói là Việt Nam mình bởi vì là cái lịch sử Việt Nam cứ chiến tranh hoài, không có cái cơ hội để phát triển. Nhưng mà thật sự Do Thái cũng là một cái quốc gia rất giống Việt Nam, là cứ bị chiến tranh hoài, là bị người ta đánh hoài đó. Nhưng mà họ vẫn phát triển được, và họ phát triển rất là tột bực. Và phải nói là cho nên đó là Việt Nam không nên dùng cái đó là cái excuse cho chính mình, để mình nói ồ mình không hiện đại lên được, mình không văn minh lên thế, mình không phát triển được thế này thế kia bởi vì mình cứ chiến tranh. Thì nếu mà lấy anh Do Thái ra thì cái đó không phải là cái gọi là cái lý do để mình biện minh được. Nhưng mà phải nói là Do Thái họ chuẩn bị rất là kỹ càng.
Có nghĩa là họ có mỗi một người dân, một hộ gia đình á, họ đã chuẩn bị giống như là lúc nào cũng chuẩn bị những cái hệ thống bảo vệ. Mà nghe nói đó là họ đã có một cái gọi là chiến dịch, gọi là vận động, gọi là cập thời những cái hệ thống bảo vệ cho cá nhân của họ, đó là họ luôn luôn sẵn sàng để đối phó với chiến tranh. Vâng, đó là một cái mà Xuân Phương thấy rằng cái hay, cái người ta học từ cái kinh nghiệm những cái thất bại trước, chứ người ta không có gọi là cái nản chí. Người dân Do Thái không có, Xuân Phương thấy không có ai dọn nhà bỏ đi hết. Nếu mà ở trong một cái quốc gia mà quý vị thấy rằng ngày trước những cái vụ mà tấn công tự sát xảy ra như cơm bữa hàng ngày ở ở bên Do Thái, ở Jerusalem, nhưng mà người dân Do Thái vẫn ấy. Xuân Phương nhớ hồi xưa khoảng năm 1989 thì như có một cái cuộc chiến tranh mà giữa Do Thái với Hezbollah Lebanon, thì có một số sinh viên ở Do Thái ở bên Bỉ, họ tới, họ mới nói là thôi bây giờ họ đi về, phải về nước tại vì quốc gia đang có chiến tranh, và về nước để tình nguyện tham chiến, chứ là họ không phải là họ hoàn toàn không có lệnh phải về. Không, giống như Ai Cập cũng vậy đó, cái hồi mà cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập đó, có rất là nhiều người Ai Cập ở bên ngoài là họ về lại trong nước và họ nói là họ sẵn sàng, họ đấu tranh cho Ai Cập. Vâng. Thì phải nói cái tinh thần của họ nó rất là cao, mà phải nói là cái tinh thần cốt lại là cái tinh thần dân tộc của họ nó cao. Còn người Việt Nam mình đó thì thật sự ra là rất là đáng buồn, bởi vì cái tinh thần dân tộc đó không ai khác lại chính là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiêu diệt cái tinh thần dân tộc đó của người Việt Nam mình. Cho nên là được thể hơn bao giờ hết là Trung Cộng họ mới ăn hiếp và lấn chiếm mình hơn lúc nào hết. Thật sự Việt Nam mình có bao nhiêu lần đã bị Trung Cộng không ấy, thời đó là từ Hán Thanh thời Trung Quốc họ đánh mình, chưa bao giờ mình là chịu khuất phục. Đúng. Chưa bao giờ bị thua. Có lẽ là một lần bị thua cho nên bị 1.000 năm đô hộ. Nhưng mà với cái bài học đắt đó đó, cho nên Việt Nam mình không bao giờ khuất phục với Trung Quốc cả. Nhưng mà cái điều đau buồn là cái vũ khí duy nhất của Việt Nam mình là cái tinh thần dân tộc đó, đó lại không phải là chính vì anh Trung Quốc diệt, không phải là, thật là không ai diệt được cái tinh thần dân tộc. Cái điều mà đáng trách và đáng buồn là chính cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cái người diệt cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Thì nhìn vào những dân tộc như thế này đó, mình thấy rất là tủi lòng cho người Việt Nam mình. Thì thật sự ra thì trở lại những cái câu chuyện của Do Thái đó, thì cũng phải nói đến đó là cái sự mà tại sao dính líu Do Thái thì Hezbollah lại là đồng minh của Al-Assad. Cho nên đó là nếu mà Hoa Kỳ mà đánh Al-Assad thì Hezbollah sẽ, tại vì ngay gần ngay đó mà đúng không? Thì quý vị thấy là Hezbollah sẽ sẵn sàng bắn tên lửa qua Do Thái. Cho nên lý do đó tại sao mà trong suốt một tuần qua là Do Thái chuẩn bị dọc theo biên giới của Golan Heights là chuẩn bị hỏa tiễn, và Patriot là hỏa tiễn gọi là phòng chống. Trung. Nhưng mà hình như là hỏa tiễn phòng chống nhưng mà cũng có thể bắn tấn công được luôn. Vâng, thì ba thứ quý vị, hỏa tiễn tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, cái gì cũng đem ra hết. Mà quý vị cũng nhớ lại thì cũng nhiều người đang trách đó, là Do Thái cũng gọi là, nếu mà nói vậy thì nói là Do Thái đâu vừa, bởi vì là mặt bên này á, thì là chiếm đóng Jerusalem, mặt bên kia thì cao nguyên Golan thì chiếm đóng với lại gọi là chiếm đóng bất hợp pháp với lại Hezbollah. Cho nên đó là toàn là vùng chiếm đóng không. Không, nhưng mà Xuân Phương phải binh Do Thái một câu, đó là tại sao Do Thái chiếm đóng được những cái vùng đó? Bởi vì vào năm 1967 là có 6 quốc gia Trung Đông đồng một lượt tấn công Do Thái. Quý vị, một quốc gia Do Thái, quý vị nhìn trên bản đồ nó có chút xíu, mà trong khi những quốc gia như Syria, Libya, cái gì, những cái bên cạnh đó bự như thế nào mà đồng một lúc tấn công vào Do Thái, mà 6 quốc gia đó vẫn thua và bị mất đất. Mà phải nói quý vị thấy là Do Thái có khoảng chừng 8 triệu dân thôi. Một quốc gia thật sự bé nhỏ so với Việt Nam là gần 90 triệu dân. Mà họ như thế này mà còn không sợ 6 anh đánh hội đồng. Mà tại sao Việt Nam lại sợ một anh Trung Quốc? Đúng không? Nó không vô lý lắm. Cho dù là nếu mà Do Thái cũng vậy là họ cũng bé nhỏ so với 6 anh tập hợp lại không? Rất là nhỏ, thì, rất là nhỏ. Thì không có lý do gì người Việt Nam lại sợ anh Trung Quốc hết cả. Ông cha mình cũng không ai sợ hết. Mà chỉ có Cộng sản Việt Nam sợ Trung Quốc thôi, là tại sao mình thấy rất là vô lý. Thì cái đó là cái bài học mà mình nhìn từ lịch sử cho đến thời hiện đại. Thì từ những chuyện của người mình nghĩ đến chuyện của mình. Thì kính thưa quý vị, thì đó là những cái sự cập nhật của chúng tôi đối với lại cái tình hình của rất là căng thẳng tại Trung Đông. Trong những ngày sắp tới đó, có thể là Hoa Kỳ sẽ quyết định xen vào bằng cách là bắn hỏa tiễn, tại vì Hoa Kỳ cũng chuẩn bị những cái chiến hạm ở ngoài biển rồi. Thành thử là có thể là có những hành động
mà cũng có thể là vì vậy cho nên là Hezbollah sẽ có hành động với Do Thái, mà cũng vì vậy Do Thái sẽ bắn trả đũa lại, cho nên là có thể là một cái cuộc chiến có thể xảy ra. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì mọi người đang chờ đợi, bởi vì các thanh tra của Liên Hiệp Quốc vẫn còn đang ở Damascus cho đến thứ Bảy thì họ mới rời để về Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mà trình bày cái kết quả điều tra của họ. Và theo ông Ban Ki-moon cho biết thì họ còn có thể quay trở lại nữa. Thì theo các chuyên gia thì ít nhất có bắn hay không thì phải chờ các thanh tra đi ra khỏi Syria. Vâng, thì tóm lại là một cái sự kiện của Trung Đông, nhưng mà chúng tôi cũng hết giờ cho cái phần 3 và xin quý vị một vài phút cho phần quảng cáo và xin trở lại quý vị với một cái tên tuổi mà cũng bây giờ lại trồi lên những hàng đít lớn, anh Snowden, với những cái tiết lộ mới về những cái gọi là bí mật của Hoa Kỳ. Thì đó là những bí mật gì và tại sao nó quan trọng và nó làm xôn xao cộng đồng của tin tức trên một tuần qua. Và xin trở lại quý vị sau phần quảng cáo.